Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của cô Âu Vlog. Hiện tại cô Âu đang có mặt ngay sân vận động Vĩnh Long. Đây là các chàng trai trong đội Vĩnh Long chúng ta. Chiều hôm nay thì đội Vĩnh Long sẽ gặp Sana Khánh Hòa. Chiều hôm nay thì các cổ động viên đến rất là đông. Đây gần như đầy khán đài của chúng ta. Đội trong trang phục màu đỏ là đội Khánh Hòa. Cũng như là Thanh Bá và Nhật Tân, những cầu thủ này chúng ta đứng phía sau, không tham gia vào hàng tấn công. Đây là set 3 của trận Vĩnh Long với Khánh Hòa. Vĩnh Long đang dẫn trước 2-0. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Thank you.
Và trận đấu này chỉ là một trận đấu làm thủ tục để cho những trận sau đội Vĩnh Long thăng hạng. Đội Vĩnh Long sẽ tranh chấp với đội Công An. Đội Vĩnh Long sẽ tranh chấp với đội Công An Hồ Chí Minh và một đội ở miền ngoài để giành vé lên hạng. Hôm nay thì đội hình chính chúng ta được rút ra cho đàn em của mình tham gia thi đấu. Bên ngoài qua quan sát còn có Trọng Quỳnh số 7, bạn Ngọc Chí số 11, bạn Văn Dữ số 9, bạn Thanh Bá số 14 và bạn Hoàng Khang số 4 cũng như là bạn Nhật Tân số 5. Đây là những cầu thủ kỳ cựu của đội Vĩnh Long. Hey,
quay chứ. Lần sau cô quay tiếp chứ. Lần sau cô có bằng không?